Đây chiếc xe cuốc mini 01,5 xuống dốc đó đừng giọng cừ nha anh em. Phá cái mít lõ luôn rồi, ổn quá, mít thái. Nó ngay đường đi xuống á. Chạy tới đó cái gì? Chừng chú nhủi nha. Ôi, ôi. Cầm chú ta. Cắm liền. Lộn mèo luôn. Đẩy 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 vô. Che mát. Cưa máy mà anh cầm anh cưa bộ à, đẩy bộ. Chú. Mất thai nha. Mất thai. Xong hả? À, đầu hết cặp lóc gì đâu, nó lỏng queo à. Hết cặp lóc rồi, nó lỏng queo à. Lỏng queo à. Mới hết cái đầu trọc lóc rồi, đội nó lỏng quá là lỏng rồi. Đó. Cái hầm á, ngay cái mí đó thẳng ở đây nè, thẳng lại ngay cái bánh xích á, là đất của anh đây, rồi cái mương của anh đây. Giờ anh sẽ bè lấy cầm ranh á, cầm ranh xong rồi anh sẽ đổ đất vô đó. Đó, mình cầu là tối mình cầm mình thổi lội ra đó luôn ha. Cái anh nhúc nhích cái ruột là tối ra nè. Đó. Thổi lội ra hết mọi người. Ăn thua cái kỹ thuật mình móc dây á, móc ngược, móc xuôi gì nè nó. Rồi. Nắng quá. Rồi. Mình ngưng video nha. Mình rút quay cút đoạn thôi. Anh em xem chơi thôi chứ quay hết cái đống cừ này chắc lâu, tại vì anh làm lâu quá. Đây, cây này nữa ha.
xuống. Rồi cái nhúc nhích rất là tối rồi nè, dở lên đó, thấy không anh em, không khỏi cần người ta lội xuống vịnh luôn, thấy không đó. Đó, cái kênh này sâu lắm anh em, lội xuống là tới đầu luôn á, cho nên không có lội xuống vịnh được á. Mình cột dây làm chậm chậm, cái này làm nhà mà. Đây. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây nha. Lâu quá mà, làm lâu quá mình không có quay hết công trình của anh ấy được nha. Chào tạm biệt mọi người nha.